Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Len. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Những cửa hàng kinh doanh siêu nhỏ trên phố cổ Hà Nội chật chội nhưng làm ăn có lãi. Trên phố cổ Hà Nội, những mặt bằng có diện tích siêu nhỏ chỉ vài mét vuông vẫn được tận dụng làm nơi kinh doanh với giá cho thuê vô cùng đắt đỏ, ghi nhận từ VTC News. Dạo quanh những khu phố cổ sầm uất ở Hà Nội, quận Hoàng Kiếm, không khó để bắt gặp những cửa hàng kinh doanh có diện tích chỉ một vài mét vuông nhưng vẫn giúp chủ nhà kiếm bộn tiền. Dọc hai bên phố hàng hành dẫn thẳng ra phía Hồ Gươm, mọc lên rất nhiều cửa hàng bán kính mắt với diện tích chỉ 5 đến 10 mét vuông. Theo tìm hiểu, giá mỗi mặt bằng tại đây có giá thuê từ 8 đến 12 triệu đồng trên một tháng. Theo nhiều người dân, những cửa hàng này đã tồn tại từ rất lâu. Do nằm ở vị trí đẹp nên dù diện tích nhỏ, bất tiện nhưng chưa bao giờ chúng bị bỏ không hay ế khách thuê. Chủ cửa hàng cho biết do địa điểm đẹp ngay giữa tuyến phố trung tâm, nhiều du khách nước ngoài ghé qua nên dù mặt bằng chật hẹp, giá thuê đắt, ông vẫn quyết định thuê và thu được lợi nhuận do có nguồn khách ổn định. Một cửa hàng kính chỉ rộng 2 đến 3 mét vuông với diện tích mặt tiền hơn 1 mét lọt thỏm giữa những cửa hàng khác. Tương tự trên phố Hàng Gai, tuyến phố có nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo, đồ lưu niệm dành cho du khách nước ngoài cũng mọc san sát những cửa hàng siêu chật chội, chỉ có diện tích vài mét vuông với mặt tiền vỏn vẹn 1 đến 1,5 mét. Những cửa hàng lọt thỏm trong lối vào của ngõ nhỏ chỉ với vài sợi dây được treo lên hai bên lối ra vào để bày bán sản phẩm. Cách đó không xa, ở phố Hàng Bông cũng mọc lên vô số cửa hàng siêu nhỏ. Theo tìm hiểu, giá cho thuê mặt bằng của những cửa hàng này không hề rẻ, ít nhất từ 10 đến 12 triệu đồng trên một tháng. Một cửa hàng thời trang mặt tiền chưa đến 1 mét, chỉ vừa đủ cho hai người lách qua nhau. Nếu không để ý, người đi đường sẽ rất khó nhận ra cửa hàng này. Những cửa hàng siêu bé vẫn giúp chủ nhà hay người bán hái ra tiền do vị trí đắc địa. Rất khó nhận ra một cửa hàng bán đồ điện tử Leo. Gian hàng này chật kín hàng hóa, người bán chỉ đành sử dụng vỏn vẹn một chiếc ghế nhựa để ngồi bên ngoài. Cũng không ít người tận dụng đất nhà mình để làm nơi kinh doanh. Ông Hoàng, chủ một cửa hàng sửa chữa đồng hồ có mặt tiền gần 2 mét, chiều dài 3 mét nói, đây là mặt bằng của nhà tôi, vốn có sẵn nghề nên để tăng thêm thu nhập, tôi cắt lại một phần diện tích nhỏ để mở cửa hàng. Nguyên nhân chỉ dùng diện tích nhỏ thôi, vì phần diện tích lớn tôi để cho thuê được vài chục triệu đồng trên một tháng. Còn phần nhỏ vừa là cửa hàng tự tôi làm, vừa là lối đi vào nhà chính. Do cửa hàng nhỏ hẹp nên phần lớn khách biết đến là khách quen từ lâu hoặc người dân sống xung quanh. Lý giải việc chấp nhận thuê những cửa hàng chật chội này, một tiểu thương nói, giá thuê các mặt bằng kinh doanh ở những khu phố trung tâm này rất đắt, chưa kể hầu hết đã được thuê từ lâu. Nếu tài chính hàng hẹp thì nên chọn chỗ chật hẹp mới có thể trụ được. Phố Hàng Bồ là nơi chuyên kinh doanh các loại phụ kiện may mặc. Nhiều cửa hàng ở đây rất chật hẹp, nối đuôi nhau mọc lên. Mỗi nơi chỉ có diện tích mặt tiền khiêm tốn từ 1 đến 2 mét. Tuy vậy, giá thuê mỗi mặt bằng cũng lên tới 7 đến 10 triệu đồng trên một tháng. Do diện tích kinh doanh hạn chế, hầu hết phần lớn bên trong cửa hàng được sử dụng để chứa hàng hóa và bày bán kín cả ngoài vỉa hè. Một mặt bằng với mặt tiền chỉ khoảng 1 mét đang treo biển cho thuê trên phố Hàng Hòm. Cửa hàng này tôi cho thuê 7 triệu đồng trên một tháng, có mặt tiền rộng 1 mét, tổng diện tích khoảng 10 mét vuông, có một gác xếp bé để làm kho. Tuy nhiên, mặt bằng cửa hàng này là lối ra vào của một hộ dân khác, nên muốn bày hàng cũng không nhiều được, người cho thuê cửa hàng giới thiệu. Hai cửa hàng nhỏ xíu nằm sát nhau trên phố Hàng Mành, phố Hàng Bạc cũng có nhiều cửa hàng siêu nhỏ. Một cửa hàng bánh ngọt trên phố Lương Văn Can chỉ vừa đủ để một lò nướng bánh và tủ bảo quản bánh. Đã bán tại đây từ lâu, có lượng khách quen và cố định, nên dù mặt bằng kinh doanh khá chật hẹp, nhưng vì ở tuyến phố trung tâm nên đông khách, tôi cũng đành chấp nhận vất vả tất cả vì lợi nhuận, người bán vui vẻ nói. Mặt bằng kinh doanh phố trung tâm Hà Nội trống trải, 3 năm không một khách hỏi thuê. Nhiều mặt bằng kinh doanh ở quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Nội đã phải đóng cửa hàng loạt cả năm nay vì khó tìm khách thuê. Ghi nhận của phóng viên Lao Động mới đây cho thấy, nhiều mặt bằng kinh doanh ở các quận trung tâm Hà Nội như Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Nội thời gian qua luôn trong tình trạng cửa đóng then cài, treo chi chít biển thuê, số điện thoại cho thuê. Ông Nguyễn Văn Hạ, sinh sống trên phố Kim Mã chia sẻ, gần một năm qua, nhiều mặt bằng bán buôn, kinh doanh trên tuyến phố đã phải bỏ trống do mức giá thuê cao, tình hình kinh doanh ảm đạm.
số lượng mặt bằng trống cứ tăng dần theo thời gian. Dù đây là tuyến phố có vị trí đắc địa tại quận Ba Đình, thậm chí nhiều cửa hàng bán lẻ, kinh doanh dịch vụ thiết yếu, nhiều quán ăn, cửa hàng tạp hóa gần đây cũng đua nhau đóng cửa, trả mặt bằng, ông Hạ nói. Đây là một trường hợp trong số nhiều mặt bằng kinh doanh phố trung tâm Hà Nội trống trải, 3 năm không một khách hỏi thuê. Tương tự, anh Trần Trọng Hiếu sinh sống trên phố Cầu Giấy, mức giá thuê mặt bằng trên tuyến phố hiện đang dao động từ 35 đến 90 triệu đồng trên tháng. Anh Hiếu chia sẻ thêm, trong một năm qua, anh đã chứng kiến một hệ thống cửa hàng trên tuyến phố Cầu Giấy đã đóng cửa toàn bộ, trả lại mặt bằng. Do tình hình kinh doanh ế ẩm, phóng viên Lao Động liên hệ với các chủ nhà đang treo biển cho thuê tại các tuyến phố Kim Mã, quận Ba Đình, Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa. Chủ nhà này cho biết, nhiều mặt bằng kinh doanh tại đây đang có giá thuê lên tới 90 triệu đồng trên tháng. Do nhiều người tiêu dùng đang chuyển sang mua hàng online, nhiều cửa hàng tại đây đã trả lại mặt bằng, buộc nhiều chủ nhà phải tìm cách cho thuê lại. Điều trái ngược là dù tình hình kinh doanh trên các tuyến phố Hà Nội vẫn ảm đạm, nhưng mới đây, đơn vị nghiên cứu Saville Việt Nam vẫn dự báo thị trường bán lẻ năm 2024 và 2025 sẽ trở lại sôi động hơn. Đề cập đến vấn đề này, ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc chuyên trang bấtđộngsản.com.vn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, thị trường cho thuê mặt bằng nhà phố Hà Nội bắt đầu có sự điều chỉnh giá cho thuê, điều chỉnh các cơ chế để phù hợp hơn với những nhóm khách đi thuê mặt bằng. Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định, khi kinh tế bắt đầu hồi phục vào năm 2024, các nhãn hàng nước ngoài quay trở lại, thì thị trường cho thuê mặt bằng nhà phố cơ bản sẽ bắt đầu chuyển động, dừng hồi phục vào năm 2025. Hàng loạt mặt bằng kinh doanh trên tuyến phố Giác Vàng, Nguyễn Trãi vẫn ế ẩm, đóng cửa ngày đêm. Đường Nguyễn Trãi là trục giao thông ở cửa ngõ phía Tây, thủ đô Hà Nội. Đây là tuyến giao thông quan trọng và đông đúc bậc nhất vào giờ cao điểm. Đây còn là một trong những tuyến đường buôn bán kinh doanh sầm uất, thu hút nhiều khách hàng tấp nập qua lại. Ngay cả đến tối khuya, các cửa hàng tại đây với biển hiệu đủ loại cũng bật sáng trưng cả một đoạn phố dài, ghi nhận thông tin từ chuyên đời sống và pháp luật. Thế nhưng gần đây, trên tuyến đường này liên tục xuất hiện các biển quảng cáo cho thuê mặt bằng, sang nhượng lại cửa hàng. Vì nhiều lý do khác nhau như chi phí thuê đắt đỏ, kinh doanh không mấy thuận lợi, chuyển địa điểm cửa hàng, các chủ cửa hàng trước đó đã phải lần lượt phải trả mặt bằng, khiến chủ nhà phải treo biển cho thuê, ngóng tìm khách mới. Mặc dù mong ngóng khách mới tìm thuê, nhưng đến khi được hỏi thì một số chủ nhà vẫn bày tỏ sự e ngại, kén mặt hàng kinh doanh. Một số chủ nhà cho biết, người dân hiện nay có xu hướng mua đồ online trên các sàn thương mại, nhiều chủ cửa hàng không cầm cự được chi phí thuê mặt bằng, áp lực tiền thuê, trả lương nhân viên, nên gần đây buộc phải sang nhượng, trả lại mặt bằng kinh doanh hàng loạt. Mặc dù đã giảm giá so với trước đây, nhưng vẫn khó tìm khách thuê. Có cửa hàng cho thuê nguyên căn, 3 tầng, diện tích 187m², có chi phí thuê là 60 triệu đồng trên tháng. Trong số đó, có chủ nhà chia sẻ, ban đầu có ý định bán vì thấy được giá, nhưng rồi lại hoãn kế hoạch bán lại, giữ nhà chờ giá tăng tiếp. Theo ghi nhận, không chỉ riêng gì tuyến phố Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, một số tuyến đường đắt đỏ khác tại Hà Nội cũng rơi vào tình cảnh khó tìm khách thuê. Như đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội, nhiều mặt bằng kinh doanh có diện tích 52m² đang cho thuê với giá lên tới 40 triệu đồng trên tháng. Mặt bằng kinh doanh có diện tích 120m² đang treo giá 60 triệu đồng trên tháng, nhưng vẫn khó tìm khách chốt thuê. Hay những con đường trên phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, Bà Triệu được ví như đất vàng, với cảnh mua bán tấp nập, nhộn nhịp trước đây thì nay cũng trở nên ảm đạm. Trước thực trạng trên, chuyên gia bất động sản cho rằng có 3 nguyên nhân chính dẫn đến thị trường nhà phố cho thuê ảm đạm trong thời gian qua. Thứ nhất, bên đi thuê mặt bằng đã có sự thay đổi mô hình kinh doanh từ bán hàng truyền thống sang thương mại điện tử. Từ sau dịch Covid-19 đến nay, thương mại điện tử phát triển rất nhanh. Hình thức kinh doanh này vừa tiện lợi cho người mua, vừa giúp người bán giảm chi phí thuê mặt bằng. Thứ hai, khó khăn về kinh tế dẫn đến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, lượng khách đi mua sắm khu vực trung tâm sụt giảm. Và thứ ba là bên xu hướng mở rộng thị trường tỉnh của các doanh nghiệp. Về diễn biến của thị trường nhà phố cho thuê thời gian tới,
dự báo trong nửa đầu năm 2024 sẽ có sự điều chỉnh, bên cho thuê sẽ phải giảm giá và điều khoản thuê sao cho phù hợp với bên đi thuê. Thị trường sẽ có sự chuyển động lớn trong năm nay, nhưng để phục hồi thì phải sang năm 2025.